đẹp luôn này. Acura MDX các bạn nhá. Chiếc xe siêu hiếm tại Việt Nam, và chiếc này có gói A-Spec thì đây là chiếc duy nhất tại Việt Nam luôn anh em ạ. Đây là đời 2022, đời mới nhất của Acura MDX. Qua nhìn thấy thiết kế nó tượng không? Đây là chiếc xe cạnh tranh với những chiếc BMW X5. Đây chính là trực diện phần đuôi của chiếc Acura MDX này. Phía sau còn có logo SHAWD. Đây là mã hệ dẫn động của chiếc Acura MDX này. Có gói A-Spec thì em nó sẽ trông sang trọng và cao cấp hơn các bạn nhé. Ống sạc kép này, đặt đối xứng hai bên. Cản sau thì làm từ nhựa. Chiếc này thì có ngoại thất màu xám rất là ấn tượng. Acura là thương hiệu hạng sang của Honda các bạn nhé. Nó giống như Infiniti của Nissan hay là Lexus của Toyota. Acura thì không được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Chiếc này thì là nhập khẩu tư nhân về. Đối diện chúng ta có chiếc Volvo S90 này. Chiếc này sẽ về Liên Trì. Em nó rất hay đỗ ở Liên Trì. Uầy, đóng khá căng. Wow, Rolls-Royce Cullinan phiên bản Black Bed này. Trên này thì còn rất nhiều những chiếc xe đáng chú ý anh em nhé. Một chiếc The Beetle Dun, Volvo XC60, Volvo XC40 màu xanh. Trên này có Bentley Bentayga này. V8 4.0, Land Cruiser LC300, LC200 gọi nhá, một chiếc E250, Lexus GX này, E200 này, Audi A6 này. Ở đây chúng ta có một chiếc GLE. Đó, GLE Coupe, các bạn nhìn thấy chiến chưa? Range Rover nữa này. Trên này chúng ta còn, ôi hôm nay rửa xe rất đông luôn. LX570 này. Ê, hai chú chó này. Toyota Alphard này. Wow. Brabus G850. Phía sau có Aston Martin này. VinFast VF9 này. Bentley GT của dân chơi Tùng Vàng, Lexus LX570 bản Super Sport, và một chiếc xe của Trung Quốc này các bạn này, độ bô luôn các bạn nhé, trông như Ferrari nhỉ? Trông như Pusango của Ferrari ấy. Đây là chiếc T5 Evo. Ồ, có tiếng ống xả luôn các bạn nhé. Bên cạnh là LX570 và Bentley GT. Con xe đẹp luôn. Sedan siêu sang Bentley Mulsanne đời cuối cùng trước khi bị khai tử. Em này là phiên bản EWB này. Ngoại thất màu xanh. Đây là chiếc mình đã từng quay tại showroom Sơn Tùng Auto. Em nó sẽ di chuyển ngay bây giờ các bạn ạ. Nội thất màu da bò. Chiếc này thì đẹp hết sảy con bà bảy rồi. Mini Cooper phiên bản 5 cửa, phiên bản Clubman. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Mê của anh em. Phần đầu quá đẹp luôn. Wow. Sau chúng ta có Lexus LX570. Wow. Những
chiếc xe sang và siêu sang. Bentley Mulsanne. Có lẽ là em đó sẽ lùi và xoay sang bên kia. À, lùi và đi đâu đây? Tôi cũng không biết là em đó đi đâu. Lùi sang Capella chăng? Wow, lùi thẳng sang Capella các bạn ạ. Và lùi rất chất chơi. Một chiếc S450 và một chiếc VinFast VF9 đỗ ngay phía trên với ngoại thất màu xanh. Đây chúng ta có Ford Everest phiên bản Titanium. Lại là một chiếc VinFast VF9 với ngoại thất màu đỏ, mâm sơn đen, nửa trên cũng được sơn đen. Chiếc SUV 6 chỗ ngồi cao cấp của VinFast. Đây chúng ta có một chiếc Volvo XC40 với ngoại thất màu xám. Phía sau đang đi lên đây thì chúng ta có một chiếc Mercedes GLE 450 phiên bản coupe. Chất không anh em? Đây là GLE 450 các bạn nhé. À, GLE 43 AMG luôn anh em ạ. 43 AMG 2 số luôn. VF9 này. Đây chúng ta có Maybach 62S. Một chiếc CLS 500 Formatic được bác chủ độ cực kỳ chất luôn này. Cản sau AMG với ống xà kép đặt đối xứng hai bên. Ngoại thất cũng được grab sang màu bạc matte, mâm xe được sơn đen này. Độ lưới tản nhiệt AMG của C của E đời mới. Cản trước cũng AMG, đèn pha thì vẫn giữ nguyên. Nhưng phần đầu thì không đẹp bằng phần đuôi anh em ạ. Trông cái phần đầu trông hơi xấu. Siêu phẩm BMW X5 biển 34 56789. Wow, các bạn nhìn thấy quả biển không? Wow, quả biển này các bạn ơi, 34A 56789. Đỉnh của chóp luôn anh em ạ. Quả biển hết nước chấm trên chiếc BMW X5. Mua mới là có giá, ô, tên là Ustekan. Đây là phần đuôi của chiếc 34A56789 này các bạn này. BMW X5 nhá. Hết được chấm luôn. Sảnh tiến đều từ 3 tới 9. Lâu lắm mới lại gặp lại em đó. Em này mặc dù biển 34A tuy nhiên định cư ở Hà Nội. Các bạn nhìn thấy đỉnh không? Siêu phẩm là đây. Một chiếc Range Rover ngoại thất màu vàng đời cũ, mâm cũng được sơn màu vàng. Chiếc này là sơn màu vàng luôn anh em nhá. Chào mừng anh em trở lại với One Shot Review. Tiếp theo đây, một chiếc Range Rover Autobio RAV4 đời 2019-2020 bản trung cơ sở kéo dài, mua mới khoảng hơn 11 tỷ tại thị trường Việt Nam. Ngoại thất màu trắng. Đây là một chiếc Range Rover Sport cạnh tranh với những chiếc Porsche Cayenne. Chiếc này có giá khoảng 7 đến 8 tỷ. Em này thì full đen luôn các bạn nhá, từ mâm đến ngoại thất đều được sơn đen. Ở đây chúng ta có Range Rover SV Autobio RAV4, ngoại thất màu xanh luôn. Chiếc này là được Sơn Tùng Auto nhập về này. Nội thất bên trong bọc da màu nâu tùy chọn rất cao cấp. Còn đây là chúng ta có một chiếc BMW 320 đời cũ, Porsche Panamera 2022. Chiếc này thì có tùy chọn mâm 21 inch, ống xả kép đặt đối xứng hai bên và mới ra biển số 30K đầu 4 mới tinh luôn anh em ạ. Một chiếc Mac V-Class độ Maybach này, độ lưới tản nhiệt và ngoại thất hai màu. Còn ở đây chúng ta có mây và phía dưới là Maybach S680, mua chính hãng tại trường Việt Nam là 16 tỷ đồng, khoảng hơn 2 tỷ nữa để ra biển số Hà Nội anh em nhá. V12 6.0 lít quá đẳng cấp luôn. Ở đây chúng ta có Range Rover Evoque đời cũ, chiếc này đang bán khoảng loanh quanh 1 tỷ thôi. Còn đây là Range Rover với ngoại thất màu vàng cát anh em ạ. Đây là phiên bản không phải là chủ cơ sở kéo dài. Đây là Porsche Cayenne, cấu hình tiêu chuẩn mâm 21 inch. Giá biển khoảng 7 đến 8 tỷ. Cayenne thì nó sẽ tùy thuộc vào tùy chọn của chủ nhân thì giá trị của em nó là cao hay thấp anh em nhá. Porsche 911. Wow, màu crayon, mâm tùy chọn và đèn hậu hun khói quá chiến luôn anh em ạ. Còn đây là BMW 430 phiên bản mui trần, thời điểm mua mới và ra biển khoảng gần 4 tỷ. Tuy nhiên bây giờ thì giá mua mới chỉ nhỉnh hơn 3 tỷ một chút thôi anh em nhá. Một chiếc Kia Seltos màu giống nhau ấy.
Đây chúng ta có Volvo S60, một chiếc xe cạnh tranh với C-Class và B-Passy tại trường Việt Nam. Còn đây là Land Rover Defender, chiếc này có ngoại thất màu vàng vàng khá là đẹp anh em ạ, bản 110. Đây chiếc S60 lúc nãy lại quay trở lại, em này có gói R-Design thế nên nhìn khá là ấn tượng anh em ạ. Đang đến đây chúng ta có BMW X5 M-Sport 5 chỗ ngồi biển số 30K, đang được bán chính hãng chỉ hơn 3,2 tỏi. Còn đây là Volvo Bistodan, Volkswagen Bistodan anh em nhá. Một chiếc xe từng được bán với giá là hơn 1,4 tỷ, wow, một pha suýt nữa thì va chạm với chiếc xe đạp. Ở đây chúng ta có chiếc Range Rover Sport màu đen lúc nãy đi qua lại này các bạn này. Còn đây là BMW 730 M Sport của khách sạn Metropole. Phía sau có GLC các bạn nhá. Đây là GLC 200 dẫn động của sau. Đây là một chiếc Land Rover Defender 110 được chủ nhân độ mâm 23 inch anh em ạ. Độ mâm 23 inch và ngoại thất màu bạc quá đẹp luôn anh em. Đây cái phần đuôi của em đó nhìn chiến chưa. Một chiếc BMW X6 độ gói M Sport. Đây là chiếc X6 đời cũ anh em nhá. Nhìn rất chiến luôn, trông như X6M nhưng đây là một chiếc X6 bản tiêu chuẩn độ lên M Sport. Đây chúng ta có Range Rover Autobio, tuy nhiên là đời cũ. Wow, một pha xử lý khá là lòng vòng. Một chiếc BMW 3 Series được độ body kit hầm hố. Phần cản dưới là của phiên bản M2 này. Mâm khá là đẹp, chiếc này có biển số tứ quý 8 luôn anh em nhá. Chiếc này thì khá hay đỗ tại Metropole vào dịp cuối tuần. Đây là một chiếc Porsche Cayenne đời cũ. Wow, phần đầu có gói sport nhìn rất là chiến. Mình nhớ không nhầm chiếc này có phần đuôi gắn là Turbo S này. Đó, chính xác luôn, còn Turbo S xịn hay không thì chúng ta phải check lại. Đây là một chiếc VinFast VF9 với ngoại thất màu trắng phiên bản Plus biển số 30K. Wow, quá đẹp luôn anh em ạ. Nhìn bệ vệ nhỉ, một chiếc xe điện của VinFast các bạn nha. Đây là một chiếc BMW Z4. Wow, Z4 được Grab đề can và độ cực kỳ chiến. Wow, đóng càng nét luôn anh em ạ. Ở đây chúng ta có Porsche Macan đời 2020 với đèn hậu dạng LED chạy ngang, ống xả kép đôi xứng hai bên. Một chiếc Lexus LX 570 Super Sport đến từ Quảng Ninh, chiếc xe mua mới có giá là hơn 10 tỷ đồng anh em nhé. Đây, màu chiếc này cũng rất là độc lạ luôn anh em ạ, rất hiếm. Một chiếc Ford Everest phiên bản Sport, ngoại thất full đen. Chiếc này thì có giá đâu đó hơn 1,2 tỷ mua mới anh em nhé. Đây là một chiếc Bentley Flyspur, wow, quá đẹp luôn. Hơn 10 năm tuổi rồi mà nhìn vẫn rất mê. Đây là một chiếc GLS 450 4MATIC nhập khẩu tư nhân. Mâm to hơn rất nhiều so với mâm chính hãng các bạn này. Chiếc này nhà lanh quanh ở đây mình hay gặp. Một chiếc GLC 300 4MATIC nữa này. Ở đây chúng ta có VinFast Lux A phiên bản tiêu chuẩn. Và phía sau chính là chiếc LX 570 bản Super Sport biển số Quảng Ninh vừa đi qua lúc trước đó anh em. Phía sau đây cũng có GLC 300 4MATIC 2023 đời mới tinh tại trường Việt Nam đó anh em. Giá hơn 2,7 tỷ. E200 và một chiếc Land Cruiser LC 300. Wow, các bạn nhìn thấy bệ vệ không? Đó, đi cái là những chiếc xe kia là phải dừng lại hết để cho đại ca đi qua. Một chiếc xe quét đường anh em nhá, chùm cuối ở đây.